Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Và câu nói đầu tiên của Nông Thu lúc nào cũng như vậy là chúc các bạn và gia đình một ngày mới vui vẻ và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Có sức khỏe là có tất cả các bạn, mình sẽ làm được những điều gì mình mong muốn. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 8 tháng 4 2020. Nông Thu đến điểm bán mai vàng quen thuộc của anh Tám, tọa lạc tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để chia sẻ với các bạn một số loại mai giống mà Tám mới nhập về. Thôi bây giờ chúng ta gặp lại anh chàng Tám để Tám trực tiếp giới thiệu của các bạn ha, cho nó mang tính trung thực. Bởi vì Nông Thu vừa giới thiệu cái bà con ném đá bảo Nông Thu nói chuyện không có trung thực, cứ để cho ông nào bán ông mới tự giới thiệu sản phẩm của mình ha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Tám quen thuộc. Hello, chào Tám. Tấm xin chào tất cả anh em và mọi người. Trước đầu tiên thì Tấm cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ cho Tấm một cái ngày 1 tháng 4 bán rất là chạy hàng. Tấm cảm ơn rất nhiều nhờ tất cả anh em trên toàn miền Tổ quốc ha. Hôm nay Tấm sẽ có về những lô mai, những cây mai lẻ và những lô mai. Số điện thoại của Tấm là 090 37 5207. Và Tấm xin lưu ý tất cả mọi người là Tám chỉ bao ship trong thành phố Hồ Chí Minh, quận, huyện, có thể là ở trên gần sát bên của thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như là thành phố Biên Hòa, Tám có thể ship miễn phí được, hay thành phố mới Bình Dương, Tám cũng có thể ship miễn phí được. Nhưng mà mấy anh đó thì lưu ý là phải mua 1-2 bộ đổ lên, cây lớn phải một bộ chứ, anh mà bộ cái mấy trăm ngàn anh mua bất cỡ điện trở là chết Tám. Rồi Tám ơi, xin lỗi anh Năm ngắt lời Tám chút xíu, để khi mà mình nói mọi người thì muốn một cái sự nó minh bạch, nó rõ ràng, cách nói của mình không có lập lẫn được. Thì bây giờ theo ý của anh Năm thì Tám nếu mà bao ship thì em tính ngay địa điểm của nhà mình, trong đồng phạm vi bao nhiêu cây số thì Tám có thể bao ship được. Bởi vì cái khu vực quận 12 nó còn giáp danh với các tỉnh lân cận ha, để cho nó dễ dàng. Bây giờ em cứ nói thẳng luôn là ngoài thành phố Hồ Chí Minh ra, những cái tỉnh lân cận là cách nhà Tám thì bao nhiêu cây số thì Tám miễn phí, Tám có thể chuyển ship đến đó cho nó dễ chút xíu ha. Dạ Tám, nếu mà Tám sẽ ship miễn phí cho các anh em trong dòng chu vi là khoảng 40 km. Ok, vậy là quá tuyệt vời rồi các bạn ơi ha. Thành ra là ngay cái điểm nhà mình 40 km, có thể là ngoài tỉnh, có thể là trong thành phố. Dạ, tại vì nơi Tám giao lưu buôn bán đây nó nằm khu vực, nó rất danh giữa cái Bình Dương, nó rất danh giữa Tây Ninh, có thể là qua Long An luôn, đúng không? Cũng gần chỗ đó. Dạ. Thành ra khi mà em nói sang tỉnh, có bạn nói tôi cũng ở tỉnh sao không chịu ship, mà tỉnh thì nó rất là rộng nha các bạn, đầu tỉnh, giữa tỉnh và cuối tỉnh, chỉ có tỉnh nước mắm mới gần thôi, chứ còn mấy tỉnh người ta lắm. Dạ rồi, Tám chỉ ship dùng miễn phí cho vòng 40 km. Rồi, rồi đó. Một điều nữa, phải nói rõ ràng. Sau khi mình kết thúc giao dịch xong thì anh em chịu khó là từ từ Tám sẽ sắp xếp cho đơn hàng. Thứ nhất là gần Tám chuyển trước. Rồi. Những anh em ở hơi xa thì có thể Tám chuyển sau. Đừng có hối Tám ha, từ từ Tám sẽ chuyển hết tất cả cho mọi người. Dù cho di chuyển ở tỉnh hoặc là chuyển bằng xe cũng vậy. Rồi. Đừng có hối Tám làm Tám bối rối. Dạ, hối quá làm bối rối hơn. Dạ, bây giờ trước khi chào hàng, bây giờ Tám cứ rút lại hôm nay mình có các loại giống mai gì, nói tóm lại là có bao nhiêu giống để chào. Dạ, hôm nay là Tám có giống là cúc tọa hương giống, cúc bạch hương. Mai, phú tân, phúc tân châu và đại lộc. Rồi ok, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành chào giá để nó không mất thời giờ bà con cô bác và anh chị. Dạ. Cái lô đầu tiên của ngày báo giá là ngày 8 tháng 4 2020 nha các bạn. Lô số 1 gồm hai em gì đây, em là tên gì? Dạ em này là Bạch Mai. Em Bạch Mai. Rồi em này nhỏ là em Cúc Thọ Hương. Em Bạch Mai và em Cúc Thọ Hương mini nhỏ xíu à. Hai em ha. Đây là cái lô Cúc Thọ Hương với Bạch Mai nhỏ này được chào giá là bao nhiêu đây em? Dạ 770 ngàn. 770 ngàn. Các bạn ha, Nông Thu xây tứ diện đó các bạn nhìn thấy được rồi ha. Rồi ok, xin mời lô kế tiếp. Nông Thu sẽ cố gắng làm thật là nhanh, thật là đầy đủ cái chi tiết để các bạn nhìn thấy cái thân của cây mai, gốc cây mai ha. Cái này có bông ha. Bởi vì thời giờ là quý báu. Đây các bạn thân mến, đây là cây bạch mai có mặt bông với Nông Thu chia sẻ các bạn, bông nó đây. Đây, bông nó đây bạn. Cây bạch mai nè. Đây, bạch mai. Này 46. Cây bạch mai này là 6 cánh, nó từ 6 cho đến 10 cánh. Theo Nông Thu biết thì có cái loại bạch mai là của Miến Địa có tới 12 cánh luôn. Dạ. Nhà anh Năm có 12 cánh mà hình như cánh nó mỏng hơn.
cánh này nó cũng nếu mà nó đủ sức nó sẽ ra nhiều cánh lắm. 12 cánh ở bạch mai nha. Cái bạch mai nhà 5 tới 12 cánh nha. Có người bảo bạch mai miếng điện nha. Rồi, các bạn thân mến, lô hàng số 2 gồm giống gì đây Tám? Dạ, cũng là cúc thọ hương và bạch mai. Bạch mai này có bông. À, lô số 2 là bạch mai và cúc thọ hương. Các bạn lưu ý lô số 2 đã chào mặt bông của cái bạch mai luôn. Các bạn thấy bạch mai cái bông nó chánh toát rất dễ thương. À, cánh hoa thì nó có đặc biệt của cây mai là nó có thể là tăng số lượng cánh. Nếu cây mai nó già cây, nếu nó tốt cây là nó sẽ tăng cái lượng cánh lên, chứ nó không cố định như những cái loại giống hoa khác các bạn ha. Rồi, lô số 2 được chào giá là nhiêu đây em trai? 770 ngàn. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Nhắc lại số điện thoại cho Tám ơi. Dạ, số điện thoại của Tám là 090 317 5207. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn là lô số 3. Các bạn lưu ý ngày báo giá là ngày 8 tháng 4 2020. À, lô số 3, hai em là tên gì đây? Dạ, cũng là cúc thọ hương và bạch mai. À, lô số 2 cũng là hai em à. Lô số 3 cũng hai em là thọ hương với bạch mai các bạn ha. Rồi. Rồi xây em một cái nào. Bạch mai này á, thì bữa anh đem về thì lá nó trái nhiều lắm do nước mặn của miền Tây á. Đúng rồi. Nhiễm hôm nay là Tám đã nay nó đâm cơ ra nhiều ha, đâm lá xanh rồi. À, xanh tươi lại rồi. À, các bạn thân mến, ngay thời điểm này là thời điểm ở vùng miền Tây của thân yêu của chúng ta là do hạn hán nè, bị nước mặn xâm thực á, bởi vì cái những cái cây nó cùng chung số phận, nó uống nước suối, nước ngon thì nó uống ít đi, thì nó cây nào cây nấy nó nhìn nó teo tốt. Khi về Sài Gòn á, nó gặp nước thoải mái thì cây nó sẽ bừng sáng lên lại ha. Rồi, à, xin mời kế tiếp, xin mời em lô số 4. Rồi, lô số 4. Cái cây xanh này mình mua về, nếu cây nào mà nó thiếu nước đó ta, em mua về em dưỡng một vài tuần em chào khách cho nó mượt lá ha. Bởi vì tại vì có nhiều bạn mà không biết á, thấy cái cây cái lá nó sơ sát là tưởng cây nó bị suy. Không phải suy đâu mà là nó thiếu nước đó các bạn. Nó bị thiếu nước về. Không phải nó bị mà nhiễm nước mặn hả? Nó nhiễm nước mặn. Cái gì đây giờ mình chăm sóc tưới nước ngọt vô là cây nó mởn cây rồi liền à. Tuần sau nó mởn cây lại. Như cây này đó là bữa về trái lá ghê luôn á. Rồi anh về cái là anh cho như nước rồi cho phân á. Cho nó ăn phân lại mai lá rồi tâm những nước cơi ra nè. Lô số mấy? Lô số 4. Lô số 4 là hai em là tên gì? Dạ cũng là cúc thọ hương và bạch mai. À, cúc thọ hương chào giá là 770 ngàn. À, cúc thọ hương và bạch mai cũng được chào giá là 770 ngàn hả? À, 770 ngàn. Những cái cây bạch mai tàn đế quái không nha mọi người? Rồi có người ta đặt hàng ta mua là 770 ngàn, có bán không? Dạ bán. Chứ tưởng là 770 ngàn mới bán, 770 ngàn không bán. Dạ bán. Rồi thôi, xin mời em kế tiếp. Lô số 5. Lô số 5. À, cây bạch mai của lô số 5 này có đế nơm rất là đẹp các bạn. Để năm thu chôm để các bạn thấy ha. Em bạch mai đây. Bạch mai thì các bạn không nhìn mặt bông các bạn cũng dễ biết bởi cái lá nó màu trắng các bạn. Nó có những cái sọc sọc trắng trắng các bạn thấy không? À, đó cái đốm đốm trắng trắng á. À, cái đốm vàng là mai nhiễm bệnh, còn đốm trắng là nhiễm sắc thể của cây mai, là cái giống mai nó như thế. À. À, lô số 5. Còn cái cây cúc thọ hương này á thì nó phát triển thì rất là mạnh, chừng 2 tháng thôi các bạn nhìn không ra đâu. À. Nhớ đúng thuốc, đúng liều, đừng cho nên cưng quá rồi cho nó nhiều thuốc quá là cho nhiều phân quá là nó sẽ tiêu đó nha. Nhiều phân quá nó bị bội thực phải không? Dạ. À. Nhiều quá là bị bội thực, giống như anh em mà uống bia nhiều quá là ói mửa liền phải không? Dạ. Còn cái bỏ phân nhiều quá là teo tóp, nó dần lá. Cái số 5 này được cũng chào giá là 770 ngàn. Lô số 5 à. À, mai trắng và cây cúc thọ hương cũng chào giá là 770 ngàn. Đây là hàng lô bán mỗi và đồng thời em có hàng lẻ không nếu mà cúc thọ hương? Dạ có anh, có hàng lẻ. Nếu các bạn có nhu cầu mua hàng lẻ thì vẫn có hàng lẻ các bạn ha. Rồi đã tiếp tục chia sẻ các bạn, xin mời lô kế tiếp. Lô số mấy đây? Dạ, lô số 6. À, lô số 6 này như là em gì? Đại Lộc hả? Dạ con mình cũng là cúc thọ hương và bạch mai. Phải bạch mai không? Coi kỹ đâu phải không? Bạch mai, cúc thọ hương. Hồi xưa cái bạch mai này lá nó không trắng nhờ? Nè, lá trắng nè anh. À, thà thấy là tại lá non nó chưa già lá. À.
từ nó sẽ lại à? À, từ em nó sẽ biến hóa đổi màu để các bạn à, nông thôn nhìn từ cái, cháu cũng sẽ nhừ. Nhìn cái lá non nó bự chà bá, nó không có màu đây. Những cái vạch mai rồi đấy trắng như thế này, bạn thấy không? Trắng cái gân nó trắng như thế này. À, đây các bạn thấy nó trắng không? Dạ, nó trắng không? À. Mai trắng thì nhìn đẹp, người ta trắng thì sao? Cô gắng càng đẹp hơn. Phụ nữ trắng thì đẹp, cái đàn ông trắng thành trắng trợn. Đúng không? Dạ. Đàn bà trắng thì đẹp, cái đàn ông trắng thành trắng trợn. À, các bạn thân mến, lô số 6 à, gồm hai giống à, bạch mai và cúc à, cúc hương thọ hương. Cúc thọ hương. À, được chọn kêu bằng cúc hương á. À, cúc hương nói cho nó gọn đi, nhiều dài dòng mà quá. Cúc hương. Rồi. Cũng được chào giá là 770 ngàn các bạn ha. Rồi à, tiếp tục chia sẻ với các bạn. À, em lô số mấy đây? Em lô số 7. Em lô số 7 à, lô số 7. Em lô cuối cùng của cái lô. Lô số 7 cũng là hai em là bạch mai, bạch mai và cúc hương ha. Lô số 7, lô số 7 các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 8 tháng 4 2020. Số điện thoại của Tám là 0903175207. Mọi sự liên lạc các bạn liên lạc trực tiếp với anh Tám ha. Năm thu chỉ làm clip thôi. À, ngoài cũng đó. Xin nói là các anh chị em giờ các cháu muốn mua cây thì cứ điện thoại thẳng trực tiếp cho Tám, chứ đừng có nhắn qua bên cái trên cái YouTube hoặc là trên Zalo. Tại vì Tám đi ship cây nhiều khi mình không có thời gian để mình đọc. Đến khi mình đọc được là cây đã bán hết rồi. Rồi, ok, xong rồi xin mời em kế tiếp. Hai vào đây à? Dũng. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn. Em số mấy đây? Dạ, em này là em số 8. Em số 8. Là bây giờ đổi giống đây này là Phú Tân. Em số 8 là mai giống là mai giống là Phú Mai Dạo Phú Tân. Mai Dạo Phú Tân. Nó tên đầy đủ của nó là Mai Dạo Phú Tân. À, đây là các bạn. Dạo Phú Tân này nó có cái ưu điểm là nó chịu lạnh rất nó là chịu tốt. Lạnh rất tốt. Thành ra nó thơm nữa. À, các bạn ở vùng lạnh thì nếu mà các bạn trồng những cái loại mai nào nó khó tánh đó, nó đỏng đảnh thì các bạn trồng khó thì bạn thử coi, thử chơi thử cái thằng Phú Tân thử coi thì năm thu cũng nghe đồn như thế. À, sự phản hồi của các bạn thôi chứ mình không có sống ở vùng lạnh là anh không biết. Rồi các rồi báo có thông số đi em ơi. Dạ, thông số cây này là hoành 18, hoành cao 57, ngang 57. Rồi ha. À, đế nở nha, nằm ở dưới đây mình ngồi đế lên. Rồi. Ok, cái em cúc báo cáo thông số chưa? Dạ, thông số là hoành 18, cao 57, ngang 57. Em này là em số 8, có cái giá là 850k. Được chào giá là 850 50 ngàn. Em này là Dạo Phú Tân. Dạo Phú Tân, rồi. Rồi, anh quay cái chủ đi. Cho xem cũ trước này, ha. Dạ, xem cũ trước đi. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Các bạn lưu ý lô hàng được chào giá vào ngày 8 tháng 4 2020. Mọi sự liên lạc các bạn liên lạc trực tiếp với anh Tám để giao dịch ha. Năm thu chỉ làm tiếp thôi, năm thu không có tham gia vô vấn đề khác. Dạ, em này là em số 9. Em số 9 à. Em số 9. Rồi. Em số 9 này cũng là cúc Phú Tân hả? Dạo Phú Tân. Dạo Phú Tân. Dạo Phú Tân. À, báo cáo thông số đi em. Dạ, em này tại vì nó hai thân thì đâm ra tấm đo cái thằng một thằng thời chiến mà đo này nó có hai mấy lần à, mấy. Đo cái thằng này nó chỉ có 17 quanh 17 cao 65 ngang 65. Em này là một cốt hai thân. Dạ. Cốt hai thân à, cái này là phu thê phải không? Phải phu thê không? Thê. Phu thê à. Phu thê hay huynh đệ? Huynh đệ phu thê gì thôi, phu thê chắc ăn huynh đệ dễ thương tàn mà. Phu thê giờ cũng dễ thương tàn, anh thấy nói cảnh gì rồi không? Phu thê đi dĩ không có thương tàn. Tụi mình để ưu tiên tạng. Rồi, báo cáo là thông số đã báo cáo rồi, chào giá đi em. Dạ, chào giá cây số 9 này được cũng là 850 ngàn. Rồi, ok, thì mời em kế tiếp. Đây là cái thương hiệu từ ngày xưa là thương hiệu được của Tám, tại người ta các bạn đặt cho Tám là cái thương hiệu là Tám giá rẻ, mà không biết lúc này còn giá rẻ không Tám? Dạ, vẫn còn anh ơi. Vẫn còn hả? À, vẫn còn phẩm phất, vẫn còn phẩm phất đâu đây hả? Rồi, báo cáo với các bạn là em số 10 cũng là giống Mai Dạo Phú Tân. À, các bạn lưu ý, Mai Dạo Phú Tân. À,
Rồi, đọc thông số đi em trai. Dạ, cái giải phóng tầng số 10 này là hoành 19, cao 60, ngang 65. Dạ, cái lực chào giá là 850.000. Chào giá 850.000. Đây, ăn thua cho coi cũ rồi ha. Cũ móc meo ha. Chuẩn bị cũ đi dài lắm, móc meo dữ vậy. Cũ này phơi đẹp ha. À, chứ cũ tơ đâu có móc meo ha. Cũ tơ đâu có móc meo. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp. Rồi. Em số mấy đây? Em số 11. Cô nàng số 11. À, đây là cô nàng là có tên rằng là có tên là Mai Mai Dạo Phú Tân. À, bông nó cũng khá đẹp đó các bạn. À, mỗi người có cái sở thích chọn cho mình những cái loại cây mình ưng ý, tùy giống mình đẹp, bông cắn tròn. À. À, rồi, báo cáo thông số. Dạ, thông số cây số 11. 11 này là hoành 18, cao 60, ngang 60. Ừ. Thường là mấy cây này nó tàn thông á, đông nó tàn đều tàn cao ngang nó mà nó hết. Rồi, chào giá là 850.000. 850.000. Rồi 850.000 có chịu bán không? Dạ, cũng bán luôn. À, rồi, xin mời em kế tiếp. Rồi, đây ạ. À, do hàng gần đó. À, do hàng gần đó hả? À. Tưởng hôm nay làm gì mà rồng đến nhà tôm nữa không? À. À, báo cáo với các bạn tiếp tục chia sẻ. Cái cây này là cây số 12, cây này là cây cúc Tân Châu. À, có nụ, năm quay cái nụ cho bà con một con. Cái nụ có gì đâu có. À, thực sự nó nụ chọi bông ha. Ừ, có cái nụ chọi bông có cối, cái nụ có gì đâu có. Coi nụ năm đẹp hơn. Nụ năm nụ nào? Nụ nào cũng có. Có cái anh bên Mỹ mới dùng cây cúc là hơn á. Ảnh xin cái hộp á. Ừ. Thì em nói giờ ảnh nó kêu hỏi năm cái hộp á, nói năm giờ hết hộp, năm rồi có, năm nay hết rồi. Năm rồi. Còn hai hộp à, anh có lấy không? Năm rồi nhiều quá, cho hết giờ còn hai hộp giữ lại không lấy cho luôn sao? Lấy hộp anh không có cần sử dụng được nữa. À, các bạn thân mến, em này em số 12 có tên rằng là Cúc Mai Dảo Phú Tân. Không, này anh, này là Cúc Tân Châu. Ủa? Cái này tên khác hả? Dạ, cái này qua cây khác rồi. Xin lỗi các bạn, em này có tên là Cúc Tân Châu. À, Cúc Tân Châu hồi nãy là Phú Tân phải không? Dạ. Bây giờ Tân Châu sao? Chỉ có một cây duy nhất thôi. Tám sao thật là rắc rối luôn, em phức tạp ghê. Ở trong tình cảm có phức tạp vậy không? Dạ, à, anh trong tình cảm thì đơn giản, sao mua mai phức tạp, có nhiều giống quá vậy? Dạ. Làm ta rối lên không? Dạ. À, em Cúc Tân Châu. Em số 12 là em Cúc Tân Châu. À, thông số báo cáo cho em. Dạ, thông số cây của Cúc Tân Châu này là hoành 21, cao 62, ngang 65. Ừ, 65. Dạ, có giá là 1.400.000. Có giá, à, em này có giá chào giá là 1.400.000. Chỉ có một cây duy nhất không? Cây duy nhất. À, cây duy nhất. À, ở chi nó có nở bông thì được. Tại vì các bạn thân mến thì nông thu không phải lười đâu. Tại cái nụ mai thì nụ nào như nụ nào thôi. Chỉ có cái nụ cây mai đại lộc thì nó hơi khác, hơi tròn. Mấy nụ kia nó dài dài như nhau hết. Rồi, xin mời em khác. Mọi giao dịch mua bán các bạn liên hệ với anh Tám theo số điện thoại 0903175207. Rồi, các bạn lưu ý ha. Bây giờ đến bắt đầu em số mấy đây? Thọ Hương, em số 13. Em số 13, à, tiếp tục chia sẻ. Các bạn cũng là giống cúc Thọ Hương, nhưng mà em này thì hơi bự chút xíu. Hồi nãy là lô nhỏ, cây này cây lớn nè. À, cái này là Tám cũng xin nói, người Tám bắt đầu về cái mấy cây cúc Thọ Hương này. Tại vì cái giá của cúc Thọ Hương này giờ nó đang hot mà hot cực kỳ, nó ráng quá mắc, đâm là Tám không dám lấy về. Nhưng mà vì do tất cả anh em điện thoại về kêu lấy về đi. Thứ nhất là cây này á, nó chỉ bộ đế thôi, nhưng bộ tàn nó lại là không có nhiều. Thì cái này anh em muốn chơi phải để một tháng mấy, hai tháng nữa anh em phải cắt bo, anh em phải ghép để dành chơi Tết luôn. Thì Tám đem về 6 chậu mà đã có 3 người lấy hết 3 chậu rồi. Một anh bên Mỹ ha, anh mua mà anh gửi về quận nhất. Còn hai anh thì ở An Sương và ở quận 12 mua. Còn 3 chậu. Rồi. Giá nó cao quá. Em tiếp tục là em số 13. Em số 13 này báo cáo thông số. Dạ, thông số em số 13 này là hoành 15, cao 50 và ngang 50. Anh năm quay bộ đế rồi. Em số 13 này là giống giống cúc Thọ Hương các bạn ha. Được chào giá là
được chào giá là 2.200.000. Chào giá là 2.200.000, do cái mặt hàng này nó khan hiếm thành ra nó nhập về giá hơi cao. Dạ, nó bao đầu lắm. Thì Tám sẽ cố gắng tìm cho các bạn cái nguồn hàng giá rẻ để chia sẻ cùng cộng đồng mạng yêu thích mây vàng trong cả nước ha. Dạ. Thành ra những cái giống nó hot nó hơi cao giá chút xíu, mấy bạn thông cảm ủng hộ cho Tám. Rồi, em này được chào giá là 2.200.000, cây số 13. À, cây số 13. Rồi, xong cho anh ơi. Rồi, ok, tiếp tục em khác. Rồi, em số 14. Em số 14, cúc tỏ hương. Cúc hương có bông đây. Cảm ơn, bông, bông đây. Đấy, chưa, người ta coi bông, người ta coi với coi nụ có mẹ gì coi. Đây, bông rồi. Thấy không? Nó đẹp lắm. Cái bông này các bạn thấy nó có nhiều cánh nó chồng vào nhau nè, nó giống như là cái bông cúc á, đúng không? Dạ đúng. Thành ra tôi mới gọi là bông cúc thọ hương. Và tuổi thọ có thể là cây này nó nở được lâu tàn. Lâu lắm mình nói là cái bông này là 3 ngày mà nó không còn chữ hương, có lẽ là nó thơm. Dạ. Cúc thọ hương. Cúc giống bông cúc, thọ là lâu ngày, hương là thơm. Dạ. Nếu cây nào không thơm thì các bạn ghé ông Tám cho một giọt thơm xịt vô. Đúng rồi. Dạ, có chai dầu thơm xịt vô ha. Rồi. Dạ, em này là em số 14. Em số 14. Em này có bộ đế rất là yêu. Rồi, Tám thì nói trước rồi, mấy cây cúc thọ hương này Tám đau đầu lắm. Em thông cảm ha, tại vì giá nó quá cao. Rồi, cúc thọ hương, đọc báo cáo thông số. Dạ, em này thông số của em số 14 này là hoành 15, cao 50, ngang 50 luôn. Em này được chào giá là? Dạ, cũng 2.200.000. 2.200.000. Rồi. Rồi. 6 cây bán được 3 cây rồi, còn 3 cây không mọi người ơi. Ok, hãy xin mời em khác. Dạ. Em này cũng là cúc thọ hương. Rồi, cúc thọ hương. Em này là cây số 15. Em số 15 đây các bạn ơi, cúc thọ hương. Rồi, báo cáo thông số luôn. Em này có thông số là cũng hoành 15, cao 52, ngang 50. Cũng có bộ đế, nói chung là mấy cái này ta có bộ đế thôi, không có tay. Chỉ mua về để dành chơi thôi. 2 tháng sau phải lấy bọt, tháng mấy 2 tháng sau đem về phải chơi ha. Chơi không được đem về làm chi, đúng không Tám? Dạ. Chơi được có bán phải không? Chơi không được không bán phải không? Dạ. Rồi, được chào giá là? 2.200.000. 2.200.000. Cúc thọ hương. Ok, xin mời em kế tiếp. Lô hàng được chào giá vào ngày 8 tháng 4 năm 2020. Rồi, bây giờ mình tính phần đại lộc nha. Rồi, tiếp tục chia sẻ các bạn mặt hàng mai đại lộc và rất được các bạn ưu ái dành cho nó những cái tình cảm tốt đẹp nhất hôm nay. Tiếp tục 8 là nhập về mai đại lộc. Em số mấy? Đây này là cây số 16. Em số 16 rồi, báo cáo thông số đi em. Cây số 16 này có thông số là hoành 20, cao 57, ngang 57. Nụ bông là nhiều lắm nha mọi người. 50 bông lượng lắm. Có bông nó thấy rồi, hoàng. Ok, lại đang chỗ mặt bông đây. Thấy ha, nụ cũng rất nhiều. Rất là nhiều nụ bông. Rồi, em này được chào giá là? Em này được chào giá là 1.200.000. Em số 16 có tên rằng có Đại tên Lộc. Là Mai Đạt Lộc. Dạ. Được chào giá là 1.200.000. Ok, xin mời em kế tiếp. Em số 17 đúng không Tám? Dạ đúng rồi. Em số 17 cũng là Đại Lộc phải không? Đại Lộc. Các bạn thấy Đại Lộc thì cái nụ nó tròn tròn như thế này đây. Cái nụ nó thông thường nó nứt nó màu vàng ra, nó 3 ngày từ từ nó tròn tròn, từ từ nó đơm lên nó nở, nó không giống như cái giống mai khác là nó vừa nứt ra cái là mấy tiếng hồ sau nó nở, nhưng mà riêng Đại Lộc nó như vậy các bạn. Cái nụ nó trúng chiếm, cái độ trúng chiếm nó rất là lâu. Rồi, cây em số 17 Đại Lộc. Báo cáo thông số. Thông số cây số 17 là hoành 23, cao 60, ngang 58. Được chào giá là 1.200.000. Em Đại Lộc số 17 được chào giá là 1.200.000. Rồi, ok, xin mời em kế tiếp, em số 18. Em số 18. Tranh thủ, thời giờ là dành bạc. Em số 18 cũng là giống Đại Lộc. Đúng rồi, Đại Lộc.
Rồi, em báo cáo thông số luôn. Rồi, em số 18 này, thông số em này là hoành 23, cao 57, ngang 57. Rồi, em số 18 này được chào giá là 1.200.000. Chào giá là 1.200.000, à, các bạn lưu ý. À, mọi giao dịch liên hệ với 8 các bạn ha. Rồi, à, xin mời em kế tiếp. Cô nàng số 19. Cô nàng số 19. Rồi. Em này là em số 19. Rồi. Báo cáo thông số. Thông số em số 19 là hoành 22, cao 68, ngang 60. Rồi, cô nàng 19 được chào giá bao nhiêu đây? Chào giá là 1.300.000. 1.300.000, rồi. 1.300.000. Rồi, xin mời em kế tiếp. Em số 20. Em số 20 đây các bạn ơi. À, em số 20 cũng là Mai Đại Lộc. Dạ. Rồi, báo cáo thông số em số 20. 20 này là hoành 22, cao 60, ngang 55. À, em số 20 này là hoành 22, cao 60, ngang 55, được chào giá là 1.300.000. Giá là 1.300.000. Rồi. Rồi, xin mời em số 21. Em 21. Em 21, à, dáng siêu. Em số 21 có dáng cây rất là to. Em 21 thì cũng là giống Mai Đại Lộc nha các bạn. Rồi, có báo cáo thông số em số 21. Em số 21 này. Số 21 này là hoành 22, cao 65, ngang 65. Rồi, được chào giá là? À, 1.400.000. 1.400.000. Em số 21 được chào giá là 1 triệu. 1 triệu mấy? 1.400.000. 1.400.000. À, xin mời em kế tiếp. Bạn có 5 ăn. À. Rồi, em số 22. Bự không mà. Càng về cuối càng em càng bự. À, gắn bài, em số 22 là gắn bài. À, năm thu là gắn bài. Tán rồi rộng, đẹp bự. À, báo cáo thông số em số 22. Em số 22 này có hoành 22. Cao 55, ngang 70. Rồi, em số ngang 80 lần nhưng mà mình cứ trừ qua sức lại còn tới 70. Em số 22 được chào giá bao nhiêu đây? Dạ. Em số 22 được chào giá là 1.550.000. À, 1.550.000, em số 22. Rồi, xin mời em kế tiếp. Rồi, xong hết không hả? Xong hả? Xong xong rồi. Xin mời em kế tiếp là biết rồi. Em số 23. Càng ngày càng bự nha. Em số 23 cũng là cái giống Mai Đại Lộc các bạn. Dạ, cũng Mai Đại Lộc. Em 23. 23. Em này thì ghép được 1, 2, 3, 4, 5, 6 mắc bo. Rồi, có số thông số gì đó. Có cáo thông số em số 23. Em này có cái hoành tới 26, cao 70, ngang 70. Rồi, ok. Em số... cũng đẹp ha. À, em số 23 được chào giá bao nhiêu đây? Dạ, em số 23 được chào giá là 1.650.000. À, cây cao. À, thông số đã được đọc, đã được chia sẻ với các bạn. À, 1.650.000 ha. Dạ. À, đây năm thu cho các bạn xem cận cảnh cái góc lần nữa ha. Rồi. Ok, à, xin mời em số 24. Toàn em bự không à, bành kia không à. Em số 24 được trồng vô một cái chậu hình chữ nhật, à, dáng dáng hơi bay. Em số 24. À, Tám cũng xin nói luôn, hôm nay Tám sẽ có 4
bốn cây mai đại lộc này là rất là già mùa, năm nào bông nó cũng chuẩn bông hết, tâm ra nhà vườn đã bao bông thì Tám cũng xin bao bông với các anh em luôn. À, mấy cái này mà không bốn cây này mà không chuẩn bông thì cứ điện thoại cho Tám, Tám sẽ trả tiền lại ha. Đồng thời cây số này là cây số 24 24 câu số 24 báo cáo thông số từ 24 đến cây 27 là bốn cây này Tám bao bông ha. 24 là ba ba cây bốn cây 24 đến 27 sao mà đâu 24 25 27 bốn cây chứ bốn cây à, bắt đầu cây 24 dạ à. Tám bao bao chuẩn bông ha. Dạ mùa cái chột cái bo ghép của mình nó tới nó bự hơn ngón tay tay cái rồi mọi người. Rồi đọc thông số đi. Dạ thông số cây này là hoành 25 cao 58 ngang 60 rồi. À, mấy cây này thì đồng thời Tám xin tặng cho một cây dảo Bến Tre đang có bông. À, có nghĩa là bắt đầu từ cây số 24, 25, 26, 27 được khuyến mãi thêm một cái cây mai nhỏ, cây mai dạo Bến Tre đã nằm có bông. Rồi, ok. Rồi, cây được chào giá bao nhiêu? Dạ, cây này được chào giá 3.150.000. À, cây số 24 được chào giá là 3 triệu, bao nhiêu? 150.000 anh. 150.000 bao bông và đồng thời được khuyến mãi thêm một cây giống mai khác là mai dạo Bến Tre. Dạo Bến Tre. Rồi, ok, xin mời em khác. Rồi, nặng không? Để ghi cái này vô không lộn. Ghi 24 luôn, 24 luôn, cây khuyến mãi của cây 24 á, khuyến mãi cây con của chậu 24. Rồi, tiếp tục chia sẻ với các bạn chậu cây số 25. Đây. Các bạn lưu ý cây số 25 cũng là cây mai đại lộc và được khuyến mãi thêm một cái cây mai nhỏ là cái mai giống là mai dạo Bến Tre. Rồi, các bạn lưu ý cây số 25 năm xưa sẽ nhắc nhở rồi. Em báo cáo thông số cây số 25 để cây nhỏ xuống đi chút và đưa lên cái về để mình để các bạn thấy được cái hoành của cái bộ đế của cây lớn. Cây nhỏ nó chỉ làm cây giống thôi các bạn ơi. Rồi. Rồi đây Nông Thu sẽ quay cận cảnh cho các bạn nhìn thấy rõ cái bộ đế nữa ha. Đây, thân ở đây. Rồi báo cáo thông số. Thông số em số 25 này là có hoành 28. Hoành 28 cao 70 ngang 65. Rồi. Cây là chuẩn bông. Em số 25 bao bông chuẩn bông. Rồi em số 25 được chào giá là được chào giá là 3 triệu 3. Được chào giá. Thêm khuyến mãi cây. Được chào giá là 3 triệu 3 kèm theo khuyến mãi là một cây mai nhỏ là mai mai dạo Bến Tre. Đánh số vô cái số đó luôn. Dạ. Số bạn số 25 rồi. Đó ok, xin mời em kế tiếp. Tiếp tục chia sẻ với các bạn em số 26 đây là cũng là cái giống mai mai đại lộc các bạn ơi. Rồi báo cáo thông số đi em trai. Thông số cây 26 này là hoành 28 cao 75 và ngang 75 và cũng được khuyến mãi một cây dảo Bến Tre nhỏ có giá là 3.300.000. À, được chào giá là 3.300.000. À, cây số 26 này được khuyến mãi chưa, đưa cây nhỏ lên mà. Cây số 26 này như đã hứa thì mấy cây cuối là bốn cây cuối là mỗi một em phải được khuyến mãi thêm một cái cây giống. Một cây giống là giống cây mây dạo Bến Tre các bạn ơi. Các bạn ha. Rồi ok, xin mời em kế tiếp. Nặng quá. Em cuối cùng của chương trình báo giá hôm nay là em số 27. Em số 27 cũng là cây mai đại lộc. Em số 27, em cuối cùng cũng là em bự nhất đó các bạn. Cái gốc nó rất là to. Em này là bự nhất. À, gốc to. Gốc to mà đẹp nữa. Ok, em số gốc to nữa bạn.
Rồi, rễ rất là đẹp, các bạn thấy không? Nông thu cận cảnh các bạn xem rất là chậm. Em số 27 là em cuối cùng trong chương trình hôm nay. Rồi, báo cáo thông số đi Tám ơi. Em số 27 này có cái hoành tới 32, ngang cao 75 và ngang 70. Rồi, em này được chào giá là 3.550.000. Em số 27 được chào giá là 3.550.000 đồng Việt Nam đồng. Và đồng thời là em số 37 được khuyến mãi 27 được khuyến mãi thêm một cái cây mai giống là cây mai dạo dạo Bến Tre các bạn ha. Đã, tại vì những cây mai giống, những cây đi kèm theo cây nào đều có đánh số hết, thành ra các bạn cứ yên tâm không có sự lẫn lộn giữa cây. Nhiều bạn thấy cây mai giống mà có, tại vì cây mai mình bắt cây vô bắt tự nhiên phải không, thành ra cây lớn cây nhỏ nó cũng không hợp, thành ra các bạn lưu ý ha, cũng cây nhỏ cũng có đánh số đi kèm chung cái mai lớn. Cây phải ha, Tám mình còn gì nữa không Tám? Dạ hết anh ơi. Các bạn thân mến, cây mai số 27 là cũng là kết thúc cái chương trình chào giá hôm nay và ngày hôm nay là ngày 8 tháng 4 2020. Năm thu rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn hãy nhấp cái chuông bên phải màn hình ủng hộ tinh thần cho Năm Thu. Còn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký để nhận được từ Năm Thu những cái video mới nhất. Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thu Xa, như cũng như ủng hộ điểm bán mai vàng của anh Tám tọa lạc tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc các bạn gia đình thật nhiều sức khỏe. Rồi, trước khi chia tay, Tám ơi chào bà con cô bác. Dạ, Tám xin chào tất cả anh em và mọi người. Tám cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ như cho Tám trong thời gian hết từng này đến từng kia. Tám cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Rồi, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng các bạn ha. Bye bye.